đi. Hello, chào Đào Thu Thủy, chào Đào Duy Tùng, chào Cẩm Ly. Hello, chào cả nhà. Chào Lê Kế ơi, file vẫn đang ở trên fanpage của thầy đấy. Chào Ngân Tuyết nhé. Chào Lưu Thương, hello chào Linh Vũ. Linh Vũ hay còn được gọi là Linh Lười. Hello, chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Hello. Chào Hoàng Thị Tú nha, chào Đào Hoàng, hello chào cả nhà. Cả nhà hôm nay chúng mình sẽ thực hiện cái chiêu hack để chuyền Nguyễn Trãi Hải Dương mới nhất. Để cho các cháu bị mất gốc được 8 điểm. Hack luôn, chơi trò hack. Xem nay xịn sò nào nhá, xem nay mấy skill chúng mình xịn sò nào. Hack để chuyền Nguyễn Trãi Hải Dương. Của cháu nào mà Hải Dương điểm danh cái xem nào. Biết là đề chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương nó như thế nào. Hello chào cả nhà. Cả nhà đang hello chào Đào Duy Tùng. Vẫn chưa được ăn cơm. Chú Minh mới đi dạy off về cũng thế. Mi tu. Hello chào Nguyễn Trần Diệu Nhung nhá. Hello chào cả nhà, chào Nguyễn Tùng Chi. Hello chào Nguyễn Thị Hương. Chú Minh vẫn chưa được ăn cơm. Lê Thị Thu Hằng ạ. Chào cuộc đời lớn, chào Nguyễn Thị Thượng, chào cuộc đời lớn. Hello chào cả nhà. Hello. Đứa nào có cơm rồi cho chú ăn cùng với. Đứa nào có cơm rồi cho chú ăn cùng với. Chắc gì đã có. Chào Na Chu Huỳnh nhá. Chào Nguyễn Tùng Chi. Chào cuộc đời lớn. Hello chào Bùi Trang, chào Nhung Đoàn. Hello chào cả nhà. Hôm nay chúng ta chiến cái vụ hack nhá. Hôm nay mình hack cái đề chuyên Nguyễn Hải Dương. Mục tiêu hôm nay chúng ta là lấy 8 cộng thôi. Làm đơn giản thôi, chúng ta làm chứng minh một điều. À, ui, thế Thái Bình á, cũng quê luôn này. Chào Trần Ngân. Tỉnh cháu à? Đấy, tỉnh cháu thấy tình hình nào, tỉnh cháu toang không? Chào Đào Thị Hải Duyên nhá, chào Huỳnh Thị Tâm. Hello. Chào Nguyễn Văn Tân, cháu Đà Lạt à. Hello, chú Minh Thái Bình chào tất cả các cháu. Cùng comment tỉnh xuống đây xem nào. Đi học 2K về toán lý cháu chưa ăn. Chú Minh cũng thế, chú Minh dậy từ chiều đến từ sáng, 1K 2K, 3K 4K, 5K, chúng mình dạy 5K. Hôm nay chúng mình dạy 5K cũng vừa về nhà. Chưa ăn uống gì cả, lao vào dạy cùng các cháu luôn. Hello, chào cả nhà. Cả nhà cũng comment tỉnh vào đây xem nào. Chú Minh tỉnh Thái Bình, hello. Tỉnh Thái Bình nhưng mà lại ở Hà Nội. Quê ở tỉnh Thái Bình. Hello, chào Đoàn Thị Hải Duyên, chào Nguyễn Thị Thượng. Ăn đề là chú no rồi, khỏi phải ăn cơm thế thì chết. Cháu cũng chưa ăn. Úi rồi toàn đội chưa ăn. Chưa ăn vào đây chấm cái nhở. Điểm danh đội chưa ăn cái nhỉ. Hello chào Vũ Minh Hiếu. Chào Lom John, chào Đặng Thu Thủy. Hello chào Hà Vi. Hello.
À sai, CEO. Chào Na Chu Huỳnh. Chào hỏi tí rồi học. Chào Đạt Nguyễn. Chú còn dạy bọn cháu là thế no rồi. Hello. Chào cả nhà nhá. Hello, chào Đặng Thư Thủy, chào Trà Giang, chào Nguyễn Kiều Tiên. File ở ngay trên fanpage của chú Minh. Chào Huỳnh Thúc. Chào Huỳnh Phúc Huy, hello. Chào Đạt Nguyễn. Còn tâm trạng chữa đề không? Còn quá chứ, có gì đâu. Bình thường. Cháu nhở? Hello, chào các cháu ạ. À, các cháu, ok, hôm nào các cháu thi xong, cứ bất kỳ một cháu nào mà thi xong ở trường các cháu thì các cháu chụp ảnh đề gửi cho chú Minh sẽ livestream chữa cái đề ở trường cháu ngay lập tức. Ok. Được không ạ? Nhá, chú Minh hứa rồi nhá. Cứ bất kỳ một cái trường nào ở các cháu mà thi xong thì các cháu chụp ảnh đề gửi chú Minh thì chú Minh sẽ livestream chữa cho các cháu. Ok. Thế hãy share video livestream này bởi vì đây là một video livestream phần địa. Giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc vào trong video livestream này bởi vì tối nay là của dành cho mất gốc ạ. Còn bọn học giỏi là tối mai nhá. Bọn học giỏi muốn luyện 9 cộng thì tối mai chú Minh sẽ chữa full một cái đề cực kỳ chất. Còn tối nay là của bọn mất gốc ạ. Tối nay chú Minh livestream cùng bọn mất gốc. Còn tối mai thì là mới là của bọn học giỏi ạ. Đây. Xem nào, tặng quà. Chọn bộ kiến thức trọng tâm hữu cơ 12. Chọn bộ kiến thức trọng tâm hữu cơ 12. Chỉ dành cho cháu nào share video livestream lại về tường và comment đáp án câu số 1 ạ. Bao giờ chú Minh bảo thì mới được comment ạ. Comment sớm là không chơi ạ. Share video livestream lại về tường ạ và comment đáp án câu số 1 ạ. Trò chơi luôn. Ok, trò chơi trời cho. Ok, hello chào Đoàn Thị Hải Duyên. Hello chào Phương Thảo. Chữa luôn đây. Hãy share video livestream này lại bởi vì đây là một video livestream free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này vậy ạ. Hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này ạ. Hãy share vì nó free. Hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Hello chào cả nhà. Úi rồi. Đơn giản, bonbon này. Bonbon này, bonbon share video livestream chúng mình chưa? Đây bonbon share rồi đây, gửi quà cho bonbon luôn. Bước 1 là share video livestream ạ. Bước 2 comment đáp án câu số 1 ạ. Chúng mình sẽ gửi quà cho cháu ngay ạ. Hello, chào bonbon nhá. Bonbon quê Thái Bình cùng chúng mình luôn. À, lâu mới vào xem lại chú lịch chữa 9 cộng. Lịch chữa 9 cộng là tối thứ hai cháu nhá. Lịch chữa 9 cộng là tối thứ hai chữa full đề. Hello chào Nguyễn Thị Thượng, Thượng xe rồi, ok. Hello chào cháu ạ. À, ở câu số 1 để chú Minh sẽ chỉ tặng quà cho 20 cháu comment nhanh nhất đầu tiên thôi ạ. Ở câu số 1 để chú Minh sẽ chỉ tặng quà cho 20 cháu comment nhanh nhất đầu tiên. Hello chào Vũ Thị Thanh Xuân. Chào Vũ Thị Thanh Xuân, Vũ Thị Thanh Xuân share rồi đây. Bước 1 là comment, bước 1 là share video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Ở đây hôm nay chú Minh sẽ hướng dẫn cháu cách hack đề. Đề nào cũng sẽ có cách hack hết nhá. Hello chào cả nhà, chào Hoài Thanh. Hello, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này. Thank you cả nhà. Cả nhà cứ ủng hộ chúng mình thật nhiều nhá. Ủng hộ chúng mình thật nhiều để chúng mình có những cái buổi mà chữa đề nhiều nhiều hơn cho các cháu. Chào Ly Hồng Anh. Chào Nguyễn Văn Tân, chúng mình tặng quà cho các bạn tí đã. Tân chưa xe rồi, Tân chưa xe chưa có quà cháu ơi. Tân Nguyễn xe chưa. Chúng mình xin phép chúng mình tặng quà cho 20 cháu đầu tiên ạ. Đây rồi, cháu này Tân Nguyễn xe rồi đây. Gửi quà cho Tân Nguyễn. Hello chào cháu. Đấy, có quà luôn. Bước 1 xe video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án là có quà. Hello chào. Đâu rồi, Tân Nguyễn rồi. Chào Nguyễn Thị Thượng, Thượng có quà rồi. Đoàn Thị Hải Duyên. Đoàn Thị Hải Duyên ạ, chào cháu ạ. Duyên chưa xe rồi, chưa xe chưa có quà, nóng thế. Chào Nguyễn Thị Hoài Dung.
Hoài Dung xe chưa? Hoài Dung xe chưa? Hoài Dung chưa xe, tập viết tình ca thôi chứ chưa xe. Chào Thu Trà. Thu Trà xe chưa? Bước 1 xe video livestream chúng mình đây, Thu Trà xe rồi. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ, là ngay lập tức có quà luôn ạ. Đấy, gửi quà cho cháu luôn. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi hack đề chuyên Hải Dương mới thi xong của chúng mình ạ. Hack đề luôn ạ. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ hack lấy 8 cộng nhá. Chúng ta cùng thử chiến xem hack đến 8 cộng với các skill của chúng mình thì nó như thế nào. Ok, chào Nguyễn Trần Diệu Nhung. Hello, chào các cháu. Bởi vì đây là một cái buổi mà hack đề, thế nên rất là mong muốn các cháu tác giúp chúng mình các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này vậy ạ. Thank you cả nhà, thank you cả nhà đã họ đang share video livestream của chúng mình ạ. Cảm ơn các cháu. Đấy, Phạm Thùy có quà này. Cứ bước 1 share video livestream của chúng mình, bước 2 comment đáp án là có quà liền ạ. Hello, chào Mạnh Hoàng nhá. Chào Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng xe rồi, đấy. Bước 1 xe, bước 2 comment đáp án ạ. Hãy share video livestream này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tác các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này vậy ạ. Ok, chào Tân Nguyễn nha. Chào Tân Nguyễn, chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu. Tân Nguyễn xe rồi đây. Chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu. Ok, đây là của Tân Nguyễn này. Ok. À, Thanh Thúy này, đây là của Thanh Thúy này. Hello Thanh Thúy, Thanh Thúy có quà luôn nhá. Đấy, ok. Xin phép các cháu, chúng mình dừng tặng quà bởi ở câu số 1 tại đây. Chúng mình đã tặng quà cho hơn 20 cháu rồi. Còn phần tiếp theo thì chúng mình sẽ tặng quà cho ở câu số 10 nhá. Các cháu chú ý nhá. Câu số 10 chúng mình sẽ lại tặng quà cho những cháu nào comment đáp án nhiều nhất và share video livestream lại nhiều nhất là chào chúc chúc nhá. Hello chào các cháu. Bước 1 share video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Ở câu số 1 này chúng mình đã tặng quà cho quá 20 cháu rồi. À, phần tặng quà tiếp theo chúng mình sẽ quay trở lại ở câu số 10 ạ. Hãy giúp chúng mình share video livestream lại về tường và tag các bạn bị mất gốc vào trong video livestream lại. Mình bắt đầu nhá. Những bạn nào sẵn sàng rồi chấm cái nào. Các thanh niên nào sẵn sàng rồi thì chấm cái chúng mình xem nào. Chấm cái nào, chấm cái để chúng ta cùng chiến nào. Cố lên, yes, chiến đấu vì màu cờ, đúng không? Sắp thi rồi. Hello, chào cả nhà. Ok, mình chiến đấu nhá. Sẵn sàng chưa? Chiến đấu. À, để cho buổi học được diễn ra tốt đẹp nhất và chúng mình có cái nguồn động lực để mà chúng mình có thể dạy các cháu các buổi xịn sò hơn thì rất mong các cháu là comment đáp án thật nhiều để chúng mình được biết là các cháu làm đúng hay làm sai. Thứ hai nữa là giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này bởi vì đây là một video mà free và chúng mình đang giúp các cháu hack đề nhé. Hack đề là không cần phải mất nhiều, không phải mất nhiều thời giờ, không cần phải học nhiều đúng không ạ, chỉ cần tốn ít thời gian thôi chúng ta sẽ làm được cái đề này. Ok, mình bắt đầu chiến đấu nhé. Này chị sẽ chữa đề chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương mới nhất. Ok, câu số 1 ạ. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường ạ? Ở đây yêu cầu đề bài bảo chúng ta là mãnh liệt nhất vì tương đương với việc là kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất nhá. Tương tương với lại là kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất. Vậy thì nhôm thì tác dụng không tác dụng với nước ở điều kiện thường, sắt cũng không, magie cũng không. Vậy tác dụng với nước ở nhiệt độ ở điều kiện thường chỉ có thể là 3B natri. Ok ạ, natri ạ. Câu số 2 ạ. Trong các kim loại sau, kim loại nào là kim loại kiềm thổ ạ? Kim loại nào là kim loại kiềm thổ ạ? Kim loại kiềm thổ là những gì ạ? Bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi ạ. Bé mang cây súng bắn ruồi. Vậy thì ở đây mình có thằng kiềm thổ là thằng nào? Canxi ạ. Canxi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Ok. Câu số 3. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm trong công nghiệp là quặng nào sau đây? Phần này có rất nhiều cháu dễ bị toang, các cháu chú ý nhé. Quặng pyrit là FeS2. Thằng này không có nhôm nên không thể sản xuất nhôm được. Quặng magnetit là Fe3O4. Thằng này là sản xuất sắt chứ không phải sản xuất nhôm. Quặng dolomit là gì ạ? MgCO3 ngậm CaCO3 cũng không phải để sản xuất nhôm ạ. Vậy ở đây thì là thằng nào ạ? Ở đây là thằng nào ạ? Quặng bô-xít ạ. Quặng bô-xít là Al2O3. Đúng chưa? Quặng bô-xít là Al2O3 nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Ok ạ. Ok, ở đây chúng mình thấy là có rất nhiều cháu muốn đăng ký khóa học của chúng mình thì các cháu vui lòng inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh của chúng mình nhá. Inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh của chúng mình nhé, được chưa? Cháu nào muốn đăng ký khóa học hay tìm hiểu về các khóa học của chúng mình ạ thì vui lòng inbox về Nick Facebook Vũ Tuấn Minh của chúng mình ạ. Đấy ạ.
thì sẽ được chứng minh hướng dẫn cách đăng ký khoa học ạ. Câu số 4 ạ. Câu số 4. Tơ nào sau đây không có nguồn gốc từ cellulose ạ? Tơ nào sau đây không có, cho chú ý nhé, không có nguồn gốc từ sen. Thế này, chỗ này chúng ta phải nhớ rất là nhiều đấy ạ. Tơ acetat thì đi từ sen mà tác dụng với lại C anhydride acetic 2LNO. Thế là có sen rồi, vứt có đi nguồn gốc từ sen rồi. Tơ visco thì là cho sen nhúng vào dung dịch CH2 các cháu ạ. Cũng có nguồn gốc từ sen rồi. Sợi bông thì đến 95% là sen, vứt. Vậy chỉ có là thằng nào đó ạ? Glycogen ạ. Glycogen chính là hỗn hợp của H2SiO3 nhá. Bị sấy khô nước đi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ các cháu ạ. Ok. Câu số 5. Câu số 5 nào. Câu số 5. Xin phép các cháu chúng mình lấy ít giấy nhá. Câu số 5. Câu số 5 đề bài hỏi chúng ta là trùng hợp 2,4 tấn. Trùng hợp 2,4 tấn C2H4 với hiệu suất là 70% thì khối lượng polyethylene C2H4 tất cả n lần thu được là bao nhiêu? Thế ở đây chúng ta tìm được số mol của C2H4 bằng 2,4 chia cho 28. Vậy suy ra số mol C2H4 tất cả n lần cũng là 2,4 chia cho 28. Thuận nhân nhân với 0,7. Được chưa? Vậy đến đây thì chúng ta sẽ tìm ra được khối lượng luôn bằng 2,4 chia 28 nhân 0,7 được bao nhiêu nhân 28 bằng 1,68 tấn. Các cháu nhìn rõ chưa? 1,68 tấn. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Chúng mình rất là cảm ơn các bạn đang rất là nhiệt tình comment đáp án cùng với chúng mình ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ, giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào video này bởi đây là một video hack đề ạ. Hack đề là không cần mất nhiều kiến thức đâu ạ, không cần tốn nhiều thời gian đâu ạ, mà chúng ta vẫn hack được điểm cao ạ. Đấy, những chúng ta chỉ sử dụng những skill thôi ạ, không cần hiểu bản chất quá nhiều ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Nào câu số 6 nào. Câu số 6 này, câu số 6 không cần quan tâm aniline là gì, metinamine là gì, dimethylamine là gì. Các cháu chỉ cần nhớ cho chú mình một cái skill sau để làm nhá. Các cháu chỉ cần nhớ một cái skill sau để làm thôi, đó là amin. Amin mà ăn với HCl thì tạo thành muối. Nên điều này dẫn đến một điều rằng chúng ta hoàn toàn có thể bảo toàn được khối lượng các cháu nhé. Ok chưa? Hoàn toàn chúng ta có thể bảo toàn được khối lượng. Là khối lượng của amin là 2,5 cộng với lại khối lượng của HCl này. Khối lượng HCl số mol đề bài cho chúng ta rồi, để các cháu nhìn thấy không ạ? 0,05 nhân với lại 36,5 thì bằng m muối các cháu ạ. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta chỉ cần sử dụng máy tính thôi là chúng ta tìm được m muối luôn. 2,5 cộng với 0,05 nhân 36,5 bằng 4,325 gram. 4,325 gram, rất là dễ luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu ạ. Rất là dễ đúng không? Mình không cần quan tâm aniline là gì, rất là tốt với những cháu nào mà học gà thì đấy, không cần quan tâm aniline, metinamine hay dimethylamine là gì, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy là ok rồi. Chất nào sau đây không phải là axit béo? Chất nào sau đây không phải là axit béo? Các cháu nhìn kỹ nhá. Axit palmitic. Axit palmitic là C15 H31 COOH. Cháu này là axit béo ạ, toang ạ. Axit acetic CH3COOH. Cháu này không phải là axit béo ạ. Đáp án đúng đáp án B luôn. Cháu này làm sao mà béo được? Cháu này gầy. Chúng ta mà cứ uống nước chanh mà không đường á, mà với lại nồng độ thấp thôi thì chúng ta sẽ là giảm béo nhá. Vậy đây là nước giảm béo chuẩn hơn. Ok. Câu số 8 ạ. Câu số 8. Số nhóm hydroxin trong phân tử glucose ở dạng mạch thở. Thế các cháu nhớ cho chúng mình một chút ạ. Đây là phân tử glucose ở dạng mạch thở đấy ạ. Rất nhiều cháu học cái này lâu rồi nên quên ạ. CHO ạ. OH một cháu, hai cháu, ba cháu, bốn cháu, năm cháu. Vậy chúng ta có năm cháu OH của phân tử glucose ở dạng mạch thở. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thế các cháu thấy không ạ? Rất là dễ thôi ạ. Cực kỳ dễ dàng ạ. Ok, mình sang câu số 9 ạ. Dễ không các cháu? Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các amino acid có cấu tạo dạng ion lượng cực. Hoàn toàn chính xác ạ. Các cháu cùng comment đáp án để chúng mình biết được là các cháu làm đúng hay các cháu làm sai nhá. Glucose chỉ tồn tại ở dạng mạch hở, sai. Thằng này tồn tại nhiều nhất ở dạng mạch vòng ạ. Cả hở cả vòng ạ. Vậy sai đây ạ. Sai. Amylopectin cô chú trúc mạch thẳng cũng sai ạ. Nó phải là mạch phân nhánh ạ. Ni lông 6,6 được tạo thành từ phản ứng trùng hợp, sai ạ, trùng ngưng ạ. Vì vậy nên phát biểu đúng của chúng ta là A, dạng ion lưỡng cực ạ. Ok.
Các cháu ơi, các cháu nhìn thấy gì không ạ? Chúng ta sang câu số 10 đấy ạ. Các cháu ơi, sang câu số 10 ạ. Em chúng mình thích câu số 10 này cực, bởi vì đây là một câu đồ thị hình vẽ. Sau lại hỏi rất là loang quang luôn. Thề luôn, chúng mình cực kỳ thích câu này. Thì chúng mình sẽ có một cái phần quà như vừa nãy dành cho những cháu nào share video live stream chúng mình lại về tường và comment đáp án câu số 10 nhanh nhất ạ. Đây bây giờ chúng mình mới đọc câu số 10 mà, bây giờ mới đọc câu số 10 mà. Bây giờ mới đọc câu số 10 nên bây giờ chúng mình mới tặng quà cho những bạn comment câu số 10 nhá. Nào xem nào. Không chơi comment trước đâu ạ. Chỉ chơi bao giờ chúng mình đọc đề thì chúng mình mới 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 tặng quà thôi ạ. Các cháu giúp chúng mình share video livestream lại về tường và tag các bạn bị mất gốc vào trong video livestream này nhá. Ok ạ, câu số 10 ạ, câu số 10 đáp án gì ạ? Comment thật nhanh đáp án câu số 10 ạ. Chúng mình sẽ tặng quà cho những cháu nào comment nhanh nhất ạ. Cháu nào comment trước thì không có quà đâu ạ. Ok đây là Đạt Nguyễn này, Đạt Nguyễn comment đầu tiên này, gửi quà cho Đạt Nguyễn này, Đạt Nguyễn share chưa? Đạt Nguyễn chưa share cháu ơi, chưa share cho có quà cháu ạ. Bước 1 phải share cơ ạ. Bước 1 phải share video ạ. Chúp chúp đây này, chúp chúp share chưa? Chúp chúp chắc share rồi. Chúp chúp là offline của chúng mình đấy, biết ngay chúp chúp share rồi. Fan mà, fan của chúng mình mà. Ok gửi quà cho chúp chúp này. Gửi quà cho chúp chúp. Ok chúp chúp cố gắng học nha. Ok gửi quà cho chúp chúp. Hello chào Nguyễn Tùng Chi. Ông Nguyễn Tùng Chi ơi, không gửi được quà cho Nguyễn Tùng Chi. Nhìn nào, Nguyễn Tùng Chi chụp ảnh lại xong rồi inbox gửi cho chú nhá. Hello chào Lưu Thương nhá. Lưu Thương share video livestream chưa? Lưu Thương chưa share rồi. À Lưu Thương share rồi đây. Gửi quà cho Lưu Thương. Ở phần này ở câu số 10 thì chúng mình xin phép chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất thôi ạ. Chúng mình sẽ tặng quà các mốc câu số 10, câu số 20 và câu số 30 ạ. Ở đây chúng mình xin phép tặng quà cho cháu nào comment nhanh nhất thôi ạ, 10 cháu thôi ạ. Hello chào Lê Thu Hằng. Lê Thu Hằng chưa share ạ, Lê Thu Hằng chưa share chưa có quà. Hello chào Nguyễn Danh Thượng. Nguyễn Danh Thượng như vừa nãy chúng mình gửi quà cho Nguyễn Danh Thượng, Nguyễn Danh Thượng chưa share, chưa thấy share lấy đâu ra quà cháu ơi. Bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Đây, cháu này share rồi này. Gửi quà luôn, Hạnh đang ôn thi này. Hạnh đang ngủ chứ không phải là Hạnh đang ôn thi đâu ạ. Ok gửi quà cho cháu Hạnh rồi nhá. Đấy các cháu check inbox của chúng mình nhá. Hello chào Ngọc Hân. Ngọc Hân share video livestream chúng mình chưa nào? Ngọc Hân share chưa? Ngọc Hân chưa share rồi, Ngọc Hân chưa share chưa có quà rồi cháu ơi. Hello chào Nguyễn Thanh Hà. Nguyễn Thanh Hà share video livestream chúng mình chưa? Nguyễn Thanh Hà share rồi đây, gửi quà cho Nguyễn Thanh Hà đây. Bước 1 các cháu chỉ cần là share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là ngay lập tức có quà luôn thôi. Không có vấn đề gì cả. Ok. Hello chào Phương Thảo, chúng mình xin phép tặng quà thêm cho một cháu nữa thôi nhá. Hello chào Phương Thảo share video livestream chúng mình lại về tường rồi. Chúng mình gửi quà cho Phương Thảo luôn đây. Gửi quà cho Phương Thảo luôn. Ok, đấy là gửi quà cho cháu Phương Thảo rồi. À, tiếp tục bây giờ chúng mình chỉ gửi quà cho một cháu nữa thôi, Hoàng Thị Tú à. Hello chào Hoàng Thị Tú, Hoàng Thị Tú kiểu gì mà sao lại mất fan cứng rồi? Hoàng Thị Tú xe chưa? Đây Hoàng Thị Tú xe rồi đây. Đen xì gửi quà cho Hoàng Thị Tú. Ok. Các cháu nhớ nhá, bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ thì ngay lập tức sẽ nhận được quà. Ok. Chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Câu số 10. Câu số 10 là một câu mà chúng mình cực kỳ thích ạ. Xin phép các cháu là chúng mình dừng cái phần tặng quà câu số 10 ở đây, sang câu số 20 chúng mình lại tặng quà tiếp ạ. Ok. Câu số 10 là một cái câu mà chúng mình cực kỳ thích luôn. Cho hình vẽ minh họa phương pháp điều chế khí C trong phòng thí nghiệm sau. Cho các chất A, B, C, D, E theo thứ tự lần lượt là các chất nào trong phương án sau? A là ancol ethylic, thế thì chắc chắn là A là ancol ethylic 4 rồi. A là ancol ethylic nhá. Được chưa? B là gì? Hỗn hợp chất lỏng. Vậy thì đây là ancol ethylic C2H5OH. Thì đây phản ứng tách nước thì nó phải là H2SO4. Vậy đây là chất A thì anh này phải là chất B đặc nhá. Vậy loại ngay đáp án này. Loại ngay đáp án này. Thì anh này tách nước thì nó sẽ tạo thành C2H4 cộng H2O. Vậy suy ra khí C của chúng ta nó là C2H4. Ok, đây là khí C ạ. Khí C chúng ta là C2H4. Vậy, đây, loãng vứt nốt. Vậy, đây là ancol ethylic này, axit sulfuric đặc này, C là ethylene này. Được chưa? Chất lỏng D chắc chắn là nước. Còn lại chất rắn E chắc chắn là đá bọt. Đá bọt ở đây để làm gì ạ? Đá bọt ở đây là để giúp cho cái việc là cái dung dịch này sôi đều ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò các cháu nhé. Rất là dễ thôi ạ. Đáp án đúng chúng ta đáp án B bỏ. Câu số 11 nè. Câu số 11. Eo ơi, câu số 11 một câu game cực kỳ dễ nữa. Hòa tan 5,4 gam nhôm. Chúng ta tìm được số mol nhôm bằng 5,4 chia cho 27 thì bằng 0,2 mol. Trong NaOH dư thì chúng ta thu được NaLO2 cộng với lại H2. Chỗ anh này là 1 phần 2 H2 ạ. Ok chưa? 1 phần 2 H2 vậy anh này là 0,2. Sorry, 3 phần 2 H2 ạ. Vậy 0,2 nhân 3 chia 2 thì bằng 0,3. Vậy chúng ta tìm được số mol hydro bằng 0,3. Với số mol hydro là 0,3
thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được là 0,3 mà nhân với, được chưa? 0,3 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 6,72 lít nhá. 6,72 lít, đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok, câu số 11, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Rất là dễ dàng đúng không ạ? Nào, mình sang câu số 12 nào. Mình sang câu số 12 đấy, hát không? 12 là mình ăn được mấy điểm rồi ạ? Sang làm một câu 12 mình ăn được 3 điểm rồi. 3 điểm là chống liệt rồi. Câu số 12, để khử hoàn toàn 35,2 gram hỗn hợp gồm thì cần vừa đủ. Đây các cháu nhìn kỹ nhá. Để khử hoàn toàn 35,2 gram hỗn hợp. Chú ý đây là khử hoàn toàn thì chỗ này chúng mình quy đổi ra. Đây này 35,2 gram thì anh này gồm Fe và oxy trong oxit đúng không? Thì cần vừa đủ CO. CO ở đây là 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol để tạo thành CO2 đúng không? Thế thì ngon lành cành đào luôn. Vậy ngay lập tức chúng ta tìm được số mol của oxy trong oxit, một oxy trong oxit ăn một CO để tạo thành CO2. Vậy anh này bằng 0,2 luôn. Ngon chặt. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta bảo toàn khối lượng, chúng ta tìm được khối lượng của sắt nhá. Chúng ta bảo toàn khối lượng, chúng ta tìm được khối lượng của sắt bằng 35,2 trừ đi 0,2 nhân 16 bằng 32 gram. Vậy chúng ta tìm được khối lượng của sắt của chúng ta là 32 gram. Ok, đừng để ngu những câu này nhá, ngu những câu này nhục lắm ạ, ngu những câu này lá gốc chuối thôi ạ. Hôn người yêu nhá. Ok, sang câu số 13. Este etin format có mùi táo, công thức của etin format là công thức của nó là gì ạ các cháu? Nào nào nào. Etin format công thức là gì? HCOOC2H5. HCOOC2H5, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án có đúng không? Có. HCOOC2H5. Ok, thấy ngon lành cành đào chưa các cháu? Vèo phát đã sang câu số 13. U rồi, câu số 14 này. Dài thế. Theo các nhà khoa học, các loại cốc nhựa hộp xúc dùng một lần thường được, đặc biệt chất styren rất dễ xâm nhập vào cơ thể. Công thức hóa học của styren là thế này thôi. Cháu này là benzen, vứt. Cháu này là etin benzen, vứt. Vậy styren là cháu nào ạ? Úi dồi ôi, cái này dễ, cái này hỏi ở phần kiến thức lớp 11 đấy các cháu ạ. Styren là cháu nào? À, C6H5CH2 các cháu nhá. Nhớ nhá. Nhớ nhá. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video live stream này. Hãy giúp chúng mình share lại bởi vì đây là một video free và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây, bởi vì từ câu số 1 đến câu số 20 là câu chống liệt. Từ câu số 1 đến câu số 20 là câu chống liệt. Câu số 15. Câu số 15. Vàng dẫn điện tốt hơn bạc. Sai ạ. Bạc dẫn điện tốt hơn vàng. Chrome cứng hơn sắt, cái này đúng, chính xác ạ. Chrome giống cứng hơn sắt, nó giống kiểu là chúng mình là con trai ấy. Điều này luôn luôn đúng. Li-ti có khối lượng riêng nhỏ hơn chì, chính xác. Natri dễ nóng chảy hơn nhôm, chính xác. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là B, C, D. Chúng ta có 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 3 phát biểu đúng. Ok. Câu số 16 ạ. Câu số 16. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất ạ? Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất ạ? Tính khử mạnh nhất. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng. Á phiêu, khi nào ba cần mua chạm thằng MG đầu tiên. Vậy thằng 3G là thằng có tính khử mạnh nhất. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Câu số 17 ạ. Đấy các cháu thấy dễ không ạ? Cực kỳ dễ luôn ạ. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin? Thì các cháu cứ nhớ cho chú mình thế này ạ. Cái thằng amin là cái thằng có nitơ. Thằng này không có nitơ vứt. Thằng này không có nitơ vứt. Thằng này không có nitơ vứt nốt. Vậy cái thằng amin là thằng C, amin là thằng có nitơ. Úi dồi ôi, câu 18 ạ. Câu 18 này ối đấy chết ạ. Nhìn chúng mình cân câu 18 cho các cháu nhìn này. Câu 18 nhìn kỹ này, nhìn thật kỹ nào chúng mình cân nhá. Mà có bình E phân lớp ngoài cùng là 3S1. Cái này họ kiến thức lớp 10 rồi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vậy Z của M bằng 10, 11. Z của M thì bằng 11. Vậy chúng mình suy ra được nguyên tử khối của M gần bằng 11 nhân 2 bằng 22. 22 thì gần bằng 23. Vậy nguyên tử khối của M gần bằng 23. Gần bằng 23 thì chắc chắn nó là natri ạ. Kinh điển chưa? Natri các cháu nhá. Đấy, rất là dễ thôi ạ. Câu số 19. Câu số 19. Có 3 dung dịch hữu cơ. Có 3 dung dịch hữu cơ, đây chúng mình viết lại đây. H2N CH2 COH, chúng mình còn đọc được cho các cháu. Cháu này là glycine này.
Cháu thứ hai là cháu acid propionic CH2, acid propionic này. Cháu thứ ba là CH3 này, 1 2 3 NH2 ạ. Được chưa? Thế vậy bọn này bây giờ chúng mình dùng quỳ thì không đổi màu. Màu đỏ, màu xanh. Ngon lành cành đào luôn đúng không các cháu? Ngon lành cành đào luôn. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Sử dụng quỳ tím. Dễ ợt. Thấy không ạ? Câu 19 rồi đấy các cháu ạ. Nhanh lành, ngon lành cành đào không? Sang câu 20 là 5 điểm này. Làm được đúng câu 20 này là được 5 điểm này. U rồi ôi, ngon lành chưa? 5 điểm. Nào, cùng comment đáp án câu số 20 để được nhận quà nhé. Câu số 20 chúng mình cũng chỉ tặng quà cho 10 cháu nào comment nhanh nhất đáp án câu số 20 và share video live stream của chúng mình lại về tường thôi ạ. Chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu nào nhanh nhất và share video live stream lại về tường ạ. Bước 1 ạ. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu 20 ạ. Ok ạ, khẩn trương ạ. Chúng mình uống nước trừ đói ạ. Ui, nước lọc ngon cực. Nước lọc ngon cực các cháu ạ. Chúng mình đã ăn cơm đó. Ok. Nào khẩn trương ạ. Comment đáp án câu số 20 ạ. Ly Hồng Anh hello. Câu số 20 nhá. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước lại đệt Ánh Lê này. Chúng mình chỉ tặng quà 10 cháu nào comment nhé. Ánh Lê ơi, chúng mình không gửi được cho cháu. Cháu bị chặn bình luận rồi. Ánh Lê inbox cho chúng mình nhá. Để nhận quà nhá. Đây. Gửi quà cho cháu Hiệu Nguyễn Quốc. Đấy, cháu này xe rồi. Gửi quà luôn cho cháu luôn. Ok, bước 1 xe video live stream chúng mình. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello, chào cháu Văn Tân nhá. Văn Tân này, Văn Tân xe rồi, gửi quà cho Văn Tân luôn này, gửi quà luôn cho Văn Tân này. Hello, chào cháu Văn Tân nhá, gửi quà cho Văn Tân. Ok, bước 1 xe ạ, bước 2 comment đáp án ạ. Chào Dung nhá, Dung xe video live stream chúng mình chưa? Dung xe rồi, gửi quà cho Dung này, gửi quà cho Dung luôn này. Đấy, gửi quà luôn cho Dung. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ, ngay lập tức có quà luôn ạ. À, chào Nguyễn Thị Bích Ngọc ạ. Hello, chào Nguyễn Thị Bích Ngọc. Nguyễn Thị Bích Ngọc chưa share video live stream chúng mình chưa có quà. Hello, chào Quang Minh ạ. Quang Minh share video live stream chúng mình chưa? Quang Minh còn tổ chức cả xem chung rồi đây. Úi giời, quý nhất mấy đứa tổ chức xem chung luôn. Gửi quà cho Quang Minh luôn. Các cháu chú ý nhá, tối nay là chúng mình hack đề cho team mất gốc, tối mai chúng mình chữa full đề cho team học giỏi. Được chưa? Tối nay là hack đề cho team mất gốc, tối mai chữa full đề cho team học giỏi. Bạn nào học giỏi thì vào đây xem cũng được, nhưng mà ngày mai sẽ xem chất hơn, bởi vì ngày mai chúng mình chữa full 40 câu ạ. Ok. Các cháu nhớ đặt xem trước fanpage của chúng mình để mà khi mà chúng mình livestream ấy thì các cháu nhận được thông báo nhá. Nhớ click vào nút chuông ấy nhá. Đặt xem trước này xong rồi còn click vào nút chuông nữa để mà khi mà chúng mình livestream thì các cháu còn nhận được thông báo, còn nhìn thấy chúng mình like nhá. Ok đây rồi. Cháu Phương Thảo là cũng đã share video livestream chúng mình. Ở Phương Thảo có qua rồi. Bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Lê Thị Thu Hằng này. Lê Thu Hằng share chưa? Lê Thu Hằng chưa share. Chưa share chưa có quà cháu ạ. Phạm Thảo share chưa? Bước 1 share video live stream chúng mình ạ. Phạm Thảo chưa share chưa có quà. Bước 1 share video live stream. Bước 2 comment đáp án. Chào Linh Nhi nhá. Hello Linh Nhi. Linh Nhi share chưa nào? Linh Nhi chưa share rồi. Linh Nhi chưa share chưa có quà. Nốt một cháu này cho tôi. Hoàng Bai. Hoàng Bai share chưa? Hoàng Bai chưa share, chưa có quà. Thêm một cháu nữa xem nào. Lưu Thương nào. Lưu Thương share chưa nào? Lưu Thương share chưa? Lưu Thương share chưa? Lưu Thương share rồi, gửi quà cho Lưu Thương luôn. Đấy nhá, bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Đấy, gửi quà luôn cho các cháu luôn. Ok, thank you tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của chúng mình. Tí nữa ở câu 30 chúng mình lại tặng quà tiếp nhá. Các cháu nhớ comment đáp án thật nhiều vào, thật mãnh liệt vào để chúng mình còn nhìn thấy các cháu comment đáp án thì chúng mình còn biết đường cháu nào mà comment nhiều thì chúng mình còn tặng quà nhá. Câu 30 chúng ta tạm dừng cái phần tặng quà ở câu 20 lại đây. Chúng ta sẽ sang phần tặng quà tiếp theo ở câu số 30 nhá. Các cháu chú ý theo dõi bài giảng. Ok. Câu số 20 ạ. Làm được xong câu này là được 5 điểm ạ. Cho M gam hỗn hợp gồm đồng và magie. Đồng và magie, được chưa? Vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được hydro. Các cháu lưu ý này, đồng là không tác dụng với H2SO4 loãng dư bởi vì đồng đứng trước hydro. Magie mới tác dụng H2SO4 loãng. Thì mình tìm được số mol hydro ở đây của chúng ta bằng 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol magie là bằng 0,15. Vậy hoàn toàn tới đây ta tìm được khối lượng của magie là 0,15 nhân 24 bằng 3,6 gram. 3,6 gram, vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. Đáp án đúng là đáp án B bỏ.
Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang tham gia buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây ạ. Câu số 21 ạ. Câu số 21 ạ. Chất nào dưới đây được gọi là đường nho ạ? Chất nào dưới đây được gọi là đường nho? Cái câu này mà nếu mà chúng ta không comment trả lời ấy, thì chúng ta rất dễ bị sai lầm. Thế nên là ở đây chú Minh luôn luôn hướng tới một vấn đề là giúp cho các cháu vừa làm và lại vừa ôn được lý thuyết luôn ạ. Thì đường nho là anh nào ạ? Glucose ạ. Đáp án đúng là đáp án C. Glucose các cháu nhá. Câu 22. Ui câu 22 này đầy đứa chết. Các cháu thử comment đáp án xem các cháu có bị chết không. 22 này đầy đứa chết luôn. Nhá. Được chưa ạ? Bao nhiêu cháu chết ở câu 22 này xem nào. Ok đúng rồi, CU đứng sau ạ, chú Bình vừa nay nói nhầm ạ. CU đứng sau hydro ạ. Không nên không tác dụng ạ. Dung dịch đường glucose không dẫn điện, đúng, cháu này không phải là chất điện ly nên không dẫn điện. Đúng nhá. H3PO4 là axit ba nấc, đúng nhá. ALOH3 lần là chất lưỡng tính, hoàn toàn đúng nhá. Dung dịch máu sẽ làm quỷ tím trở nên màu xanh, cháu này sai. Mặc dù pH lớn hơn 7 nhưng mà khoảng làm đổi màu của chất chỉ thị quỷ tím là từ 8 trở lên cơ ạ. Đây là 7,3 đến 7,45 thì không làm quỷ tím đổi màu ạ. Đây là một trong số những cái câu mà chúng mình rất thích ở trong cái đề này. Nhưng rất tiếc, câu này sẽ coi trong giảm tải nên không có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của các cháu đâu ạ. Đáp án sai chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án sai của chúng ta là đáp án gì ạ? Câu 23 nào. 23 nào. Cho 0,2 mol glucose. Cho 0,2 mol glucose là C6H12O6. Một cháu glucose thì chán ở mấy bạc ở các cháu? Một cháu glucose thì chán ở mấy bạc? À chán được 2 bạc đúng không? Một cháu glucose chán được 2 bạc. Vậy số mol đây là 0,2 thì số mol bạc ở đây là bằng 0,4. Và hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của bạc là bằng 0,4 nhân với 108 thì bằng 4,32 gram, 43,2 gram. 43,2 gram, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ. Câu 24 ạ. Phương trình nào sau đây viết sai ạ? Úi dồi ôi, câu này đầy đứa chết ạ. Ok ạ. Đầy đứa chết ở câu số 24 này cơ ạ. Phương trình hóa học nào sau đây viết sai ạ? Phương trình hóa học nào sau đây viết sai? CaCO3 cộng CO2 cộng nước tạo thành CaHCO3 lần, đúng. NaOH cộng HCl tạo thành NaCl cộng nước, đúng. Al nhôm cộng với lại clo tạo thành AlCl3, đúng. Đồng đẩy được bạc ra khỏi muối của nó, đúng. Đâu có sai. Chả nhẽ để sai. Không phải đâu ạ. Ý A sai. Các cháu biết tại sao ý A sai? AgCl không phải dung dịch. AgCl là chất kết tủa nên đồng không có tác dụng được với AgCl. Nên phương trình hóa học viết sai ở đây là phương trình A các cháu nhé. Nhớ đấy. Đừng để bị nhầm lẫn mà hoang mang mà dẫn đến làm sai ạ. 24 là 6 điểm rồi. 24 là 6 điểm rồi đấy các cháu ạ. Ngon lành cành đào chưa? 24 là 6 điểm rồi. 25 nào. 25 nào. Nhân tiện đây thì chú Minh xin giới thiệu là chú Minh có rất nhiều cái khóa học, nhất là các cái khóa học mà hiện tại đang giảm giá rất là nhiều cho các cháu học lớp 12 ạ. Thế nên là các cháu nào mà muốn đăng ký và quan tâm đến các khóa học của chú Minh thì vui lòng inbox cho nick của chú Minh là Vũ Tuấn Minh để chú Minh tiện có thể tư vấn được cho các cháu ạ, chọn các khóa học phù hợp ạ. Câu số 25. Tiến hành các thí nghiệm sau. Đốt nóng sợi dây đồng. Đốt nóng sợi dây đồng là đồng tác dụng với oxy đấy để tạo thành CuO nhá. Cho ngay vào ống nghiệm chứa cồn, cồn là C2H5OH. CuO tác dụng với Ca5OH thì tạo thành CH3CHO nhá. Phải là có xảy ra phản ứng. Đề bài hỏi là số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học mà. A có. Đun nóng dung dịch chứa lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng chúng ta là protein. Được chưa? Đun nóng lên thì nó bị làm sao ạ? Nó bị đông tụ. Vậy là có. Cho dung dịch nước vôi trong vào trong bát sứ chứa dầu ăn. Đun sôi. Nước vôi trong là CaOH 2 lần. Dầu ăn thì ở đây chẳng này là chất béo. Vậy thì đây xảy ra phản ứng xà phòng hóa chất béo. CaOH 2 lần tác dụng với lại chất béo. Nhá. Vậy là có. Cho một nhúm bông y tế vào cồn 96 độ không ảnh hưởng gì ạ. Chẳng có phản ứng xảy ra. Chứ nếu mà có phản ứng xảy ra thì ai còn sử dụng là bông với cồn y tế nữa. Nhỏ giấm ăn. Giấm ăn là CH3COOH vào cặn của ấm đun. Cặn của ấm đun thường là CaCO3 thì nó sẽ xảy ra phản ứng tạo thành CH3COO tất cả 2 lần Ca cộng với lại CO2 nhá. Cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Được chưa? Vậy là có xảy ra phản ứng. Vậy mình có này, 1 2 3 4. Vậy mình có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học. Ok.
Ngon lành canh đào không ạ? Ui câu 26 này nhá. Chú thề với các cháu, câu 26 này nhiều bạn nhìn thấy là sợ không làm. Thề luôn. 26 này rất nhiều đứa nhìn thấy câu này không làm. Nhưng mà đừng có sợ ạ, có chú Binh ở đây không có gì phải sợ hết nhá. Có chú Binh ở đây rồi, có chú Binh Độ rồi, không có gì phải sợ hết. Nom chú Binh cân câu này cho các cháu này. Đốt cháy hoàn toàn Olympic dễ lắm, các cháu cùng chú ý nhá. Giúp chú Binh tag các bạn mất gốc, tag các bạn sợ hóa vào đây ạ. Chú Binh hướng dẫn cho các cháu một câu này với skill giải cực kỳ đơn giản ạ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Hỗn hợp X thì cần oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy chúng ta bằng 8,848 chia 2,4 bằng 0,395 ạ. 0,395 thì thu được CO2. Có nhiều cháu sợ câu này không ạ? Chắc chúng mình nghĩ là nhiều cháu. 16,28 chia 44 0,37 mol ạ. 0,37 mol cộng với nước, số mol nước là 5,22 chia 18 0,29 mol ạ. 0,29 mol ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sử dụng bảo toàn nguyên tố oxy thì chúng mình sẽ có số mol oxy ở bên trong X cộng với 2 lần số mol O2 0,395 thì bằng 2 lần số mol CO2 0,37 cộng với 1 lần số mol nước 0,29. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol của oxy trong X ạ. 0,29 cộng với 2 nhân 0,37 trừ 2 nhân 0,395 bằng 0,24 ạ. Vậy số mol oxy trong X, số mol oxy trong X bằng 0,24. Các cháu chú ý nhá. Oxy trong X thì nằm ở đâu ạ? Oxy trong X nằm ở nhóm COO, COO, COO. Và COO thì có bao nhiêu oxy ạ? COO thì có 2 oxy nên chúng ta tìm được số mol nhóm COO sẽ bằng 0,24 chia cho 2 bằng 0,12. Đặc biệt hơn nữa là số mol nhóm COO này thì một nhóm COO thì lại ăn một NaOH nên nó chính bằng số mol NaOH đúng không ạ? Đấy, số mol nhóm COO thì lại chính bằng số mol NaOH, vậy bằng 0,12. Ngon lành cành đào luôn các cháu ạ. 0,12 chọn ngay đáp án nào. Dễ không ạ? Thấy không ạ? Các cháu không bao giờ sai lầm khi đặt niềm tin vào chúng mình ạ. Không bao giờ sai lầm khi đặt niềm tin chọn nơi chúng mình ạ. Đấy, chúng mình luôn luôn cân giúp các cháu những câu khó tưởng chừng không giải được nhưng chú Binh có những skill để giúp cho các cháu giải được rất là dễ ạ. Các cháu nhớ nhá, nhớ kỹ nhá. Số mol nhóm CO thì luôn bằng số mol NaOH. Nhớ chưa? Ok. Nhớ rồi thì sang câu tiếp ạ. Nhớ rồi thì like cái video này đi. Nhớ rồi thì tiếc gì một cái like vào cái video này chứ. Like video này nhá. Like video này nào. Ok, câu 27 ạ. Chú Binh ghét những đứa nào không like đấy. Câu số 27. Hòa tan hoàn toàn 20 gram, câu này cũng cực kỳ hay. Các cháu nhìn kỹ nhá. 20 gram hỗn hợp gồm magie và Fe2O3. Nhiều cháu nhìn thấy dòng dài nên sợ, không có gì phải sợ, có chú Minh đây rồi ạ. Rất là dễ ạ. Bằng dung dịch HNO3 dư thì có phải magie của chú Minh lên magie dương 2 không ạ? Magie của chú Minh lên magie dương 2 không ạ? Và sắt này cũng là lên sắt dương 3 luôn ạ. Được chưa? Và khí NO2 là sản phẩm duy nhất này. Thêm NaOH dư cộng thêm NaOH dư vào dung dịch B thì mình sẽ thu được hai cái kết tủa. Kết tủa thứ nhất là kết tủa MgOH 2 lần ạ. Được chưa? Kết tủa thứ hai là kết tủa FeOH 3 lần ạ. Được chưa? Kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung. Đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Các cháu chú ý mình, chú ý chúng mình nhá. Nung trong không khí đến khối lượng không đổi ạ. Vậy thì hoàn toàn chúng ta sẽ thu được MgO và Fe2O3. Ok chưa? Vậy khối lượng chất rắn ở đây là 28. Vậy ta đặt số mol magie là A, số mol F2O3 là B. Mình bảo toàn magie thì thằng này là A, bảo toàn F2O3 thì thằng này là B. Được chưa? Vậy chúng mình sẽ có hệ phương trình. Được không? Hệ phương trình ok không ạ? 24A cộng với 160B thì bằng 20 ạ. Thứ hai là bao nhiêu ạ? 40A cộng với 160B thì bằng bao nhiêu? 28 ạ. Các cháu bấm máy tính giúp chúng mình xem A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu với ạ. A bằng bao nhiêu ạ? A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu ạ? A bằng bao nhiêu ạ? A bằng 0,5 phải không các cháu? Có phải A bằng 0,5 không? A bằng 0,5. Vậy thì chúng ta suy ra được là B của chúng ta là bằng bao nhiêu? B chúng ta chẳng cần tìm B ấy nhỉ? Nhưng thôi cứ tìm B cho đẹp. 20 trừ đi 24 nhân 0,5 bằng chia 160 bằng 0,05. B bằng 0,05 ạ. Thế thì bây giờ tác dụng HNO3 thì magie lên magie 2 cộng nitơ dương 5 về nitơ dương 4. Vậy tới đây chúng mình bảo toàn E là xong. Bảo toàn electron, mình có magie từ magie 0 lên magie dương 2, 2 nhân 0,5 bằng sắt dương 3 thì nó vẫn là sắt dương 3 không thay đổi. Được chưa?
Nitơ dương 5 với nitơ dương 4, một lần số mol NO2. Vậy nên là chúng ta tìm được số mol NO2 bằng 1 mol. Số mol NO2 và bằng 1 mol thì ngay lập tức ta tìm được V bằng 1 nhân 2,4 thì bằng 22,4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dễ không ạ? Ngon lành cành đào đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng đúng không ạ? Đấy. Các cháu nhớ nhá, để nhìn câu dài nhưng mà có chú Minh với skill của chú Minh thì không bao giờ khó cả. Sang câu 28. Để bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn, người ta tiến hành các cách sau. Đọc kỹ rồi, đọc thật kỹ câu này nhá, cẩn thận không bị lừa đấy. Phải đọc thật kỹ câu này không là bị lừa đấy, lừa là toang đấy. Lừa là chúng mình không có cứu được đâu ạ. À. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp cho mình tác các bạn bị mất gốc của cháu vào đây. Bởi vì chúng ta đang ở câu số 28 và chúng ta chuẩn bị lăn trọn câu này là mình lấy được 7 điểm đấy ạ. Ok ạ. Câu 28 nào. Để bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn, người ta tiến hành các cách sau. Đây nhìn kỹ này. Số cách áp dụng theo phương pháp cách ly nha. Các cháu chú ý. À, từ đây này. Số cách áp dụng theo phương pháp cách ly ạ. Ok. Vậy là gì ạ? Tráng một lớp kẽm mỏng phủ trên bề mặt thép là cách ly rồi. Tráng một lớp thiếc mỏng phủ kín bề mặt thép cũng cách ly tiếp. Gắn một miếng kẽm có cách ly không ạ? Không ạ, đây là gắn lên thì làm gì có cách ly ạ? Bỏ C ạ. Đổ bê tông kín bề mặt thép, đây là phương pháp bê tông hóa đấy. Đúng ạ, ở nhà chúng ta vẫn làm vậy đấy ạ. Phủ kín một lớp sơn lên bề mặt thép đúng không? Nhà chúng ta vẫn vậy, khi mà thép chúng ta bị han thì chúng ta vẫn hay phủ sơn lên đúng không? Ok ạ. Vậy chúng ta có số cách áp dụng theo phương pháp cách ly là 1, 2, 3 và 4. Chúng ta có 4 cách. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 4 cách. Ok ạ. Đề này hay quá nhờ. 8 điểm rồi, à 7 điểm rồi các cháu ạ. 7 điểm rồi, chúng mình giúp các cháu lấy 8 cộng mà. 7 điểm rồi đấy. 4 câu nữa là lên 8 cộng, có cái gì đâu. 4 câu nữa là lên 8 cộng ạ. Câu số 29 ạ. Câu số 29 ạ. Câu số 29 này dễ cực luôn. 29 này dễ cực luôn. Cực kỳ dễ luôn các cháu nhìn nhá. Hòa tan hết m gam gồm Fe và hỗn hợp oxy sắt. Thế thì chúng mình quy đổi luôn. Hỗn hợp này gồm Fe và oxy trong oxit đi. Trong dung dịch HCl vừa đủ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có số mol là 1 nhân với lại 1,5 thì bằng 1,5 mol HCl vừa đủ. Thì thu được dung dịch X. Dung dịch X này của chú Minh dự đoán là gồm có sắt 2 cộng. Được chưa? Có sắt 3 cộng. Được chưa? Và có cả Cl trừ. Ok. Và khí hydro sinh ra. Số mol hydro bằng 6,72 chia cho 2,4 thì bằng 0,3 mol. Ok. Cho dung dịch X này tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư. X này tác dụng với AgNO3. Được chưa? Thì thu được gì ạ? Thu được gì ạ? Chắc chắn chúng ta thu được kết tủa là Ag cộng cộng với Cl trừ tạo thành AgCl. Và số mol Cl trừ bảo toàn là 1,5. Ok, bảo toàn nguyên tố clo đấy ạ. Chúng ta còn nhìn thấy là sắt 2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng với bạc. Vậy ở đây chúng ta có hai cái cháu kết tủa. Một cháu kết tủa là AgCl, một cháu kết tủa là bạc ạ. Mà đề bài lại cho chúng ta là khối lượng kết tủa bằng bao nhiêu đây các cháu nhìn kỹ này. Khối lượng kết tủa đề bài cho chúng ta bao nhiêu đây? 280,05 ạ. Vậy cháu này tổng là 280,05. Vậy đến đây chúng mình tìm được số mol bạc luôn. Rất là dễ thôi ạ. 280,05 trừ đi 1,5 nhân vào mẫu đơn 108 cộng 35,5 bằng 64,8 gram. 64,8 gram. Vậy chúng ta tìm được số mol bạc chia 108 bằng 0,6 mol bạc. Ok. 0,6 mol bạc. Ngon lành cành đào chưa ạ? Cực kỳ ngon lành và cực kỳ cành đào ạ. Thế thì hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ bảo toàn electron. Chúng mình sẽ tìm được số mol sắt. Sắt dương 2 lên sắt dương 3. Bạc cộng về bạc. Suy ra số mol sắt bằng số mol bạc. Số mol sắt 2 bằng 0,6. Chưa kể ở đấy là Cl trừ là 1,5. Thì 1,5 ở đây ạ. Đến đây chúng mình đi bảo toàn điện tích. Chúng mình sẽ tìm được số mol sắt 3 các cháu nhé. Bảo toàn điện tích chúng mình sẽ tìm được số mol sắt 3. 1,5 trừ 0,6 nhân 2 ạ. 1,5 trừ 0,6 nhân 2. Được chưa? Bằng 0,3 chia cho 3 nhá. Chia cho 3 thì bằng 0,1. 0,1 mol. Vậy số mol sắt 3 là 0,1 mol. Vậy tới đây chúng mình hoàn toàn bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt. Chúng mình sẽ tìm được số mol sắt ban đầu. 0,6 cộng 0,1 thì bằng 0,7 ạ. Ok, bây giờ đề bài hỏi giá trị của M. Giá trị của M là giá trị của hỗn hợp gồm Fe và hỗn hợp oxit sắt.
Vậy chúng mình chỉ cần tìm thêm khối lượng của oxy nữa là xong đúng không? Chúng mình vừa mới quy đổi xong thì chúng ta là có sắt của chúng ta từ sắt 0 lên sắt dương 2, sắt 0 lên sắt dương 3. Vậy chúng ta có bảo toàn electron. Sắt 0 lên sắt dương 2 là 2 nhân với 0,6 cộng với sắt 0 lên sắt dương 3 là 3 nhân với 0,1 thì bằng oxy từ oxy 0 về oxy trừ 2 đúng không? Vậy là 2 nhân với lại số mol oxy trong oxit cộng với hydro dương 1 về hydro 0. Vậy là nhớ đây là 2 nữa, vậy là dương 1 về 0 là dương 1 nhân 2 là 2. 2 nhân số mol hydro là 0,3. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số mol của oxy trong oxit các cháu nhá. Rất rất dễ thôi ạ. 2 nhân 0,6 cộng 3 nhân 0,1 bằng trừ đi 0,6 bằng 0,9 chia cho 2 bằng. Vậy số mol oxy trong oxit bằng 0,45. 0,45. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình đã tìm được giá trị của M cực kỳ dễ. 0,45 nhân 16 cộng 0,7 nhân 56 bằng 46,4 gram. Các cháu nhìn nó chưa? 46,4 gram. Vậy thì nó gần nhất với gì ạ? 46,4 thì gần nhất với gì ạ? 46,5. Ngon chặt. Đúng không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Đấy, chính vì vậy nên là hãy share video này bởi đây một video free ạ và giúp chúng mình tag các bạn vào đây ạ. Cực kỳ dễ luôn các cháu nhá. Cực kỳ dễ ạ. Câu số 30 nào. Úi dồi ôi, dài thế. Dài thế này làm sao mà làm được đúng không? Thực ra chúng ta chỉ cần tìm từ chốt thôi. Covid kệ Covid đúng không? So sánh giữa metanol. Metanol là CH3OH và ethanol là C2H5OH. Ok. So sánh giữa metanol và ethanol thì nhiệt độ sôi của CH3OH nhỏ hơn CH5OH đúng. Cả hai rượu đều tan tốt trong nước đúng. CH5OH thì cháy còn CH3OH không cháy, toang, ăn côn nào chả cháy, cháy hết. Sai C. Cả hai rượu đều tác dụng với natri giải phóng khí hydro, đúng. Vậy nhận định sai ở đây chúng ta là C. Ui, dễ ẩn ợt. Đúng rồi cháu. Quá dễ dàng. Này là mình lấy được bao nhiêu rồi ạ? 7,5 rồi ạ. Nào sang 7,75 nào các cháu ơi. 7,75 nào quân của chúng mình Myelin đâu ạ? Vừa nãy chúng mình quên mất chưa tặng quà ở câu số 30. Bây giờ sang câu số 31 chúng mình sẽ tặng quà cho những cháu nào share video live stream lại về tường và comment đáp án mạnh mẽ câu số 31 ạ. Câu số 31 cơ ạ. Bây giờ chúng mình sẽ là phần tặng quà câu số 31 ạ. Vừa nãy 30 chúng mình quên không tặng quà rồi. Comment đáp án câu số 31. Share video live stream lại về tường ạ. Nào khẩn trương rồi các cháu nào. Comment đáp án câu số 31. Ui nước ngon thế. Đói lắm rồi ấy. Thề luôn. Cực đói luôn. Đây rồi, cháu Đạt Nguyễn đây rồi. Cháu Đạt Nguyễn, Đạt Nguyễn như vừa nãy có quà rồi sao á. Đạt Nguyễn thì như có quà rồi. Các cháu nhớ nha, bước 1 share video. Đây Đạt Nguyễn đây rồi. Bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Là ngay lập tức có quà của chúng mình luôn. Đấy, ví dụ cháu Đạt Nguyễn này. Bước 1 share video live stream, bước 2 comment đáp án ạ. Hello, chào Đinh Lê Vân. Đinh Lê Vân share video live stream chúng mình chưa? Đây Linh Lê Vân share ở đây. Gửi quà cho Đinh Lê Vân. Bước 1 share video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ, ngay lập tức có quà luôn ạ. Ok ạ. Gửi quà ngay lập tức cho các cháu luôn ạ. À, Linh Chi Trịnh. Hello, chào Linh Chi Trịnh. Chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu nào nhanh tay nhất share video live stream lại về tường và comment đáp án thôi ạ. Đinh Lê Vân có quà rồi. Hello, chào Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh share video live stream chúng mình chưa? Hoàng Thịnh chưa share rồi, chưa share cho có quà rồi cháu ơi. Hello, chào Hoàng Nam. Hoàng Nam share video live stream chú Vinh chưa nào? Hoàng Nam share chưa? Hoàng Nam chưa share chưa có quà cháu ơi. Chú Vinh chỉ gửi quà cho 10 cháu comment nhanh nhất đáp án thôi ạ. Mạnh Melionat, đây rồi, cháu này share rồi. Gửi quà dưới phần bình luận nhé, tại chú Vinh không gửi được inbox cho bạn đấy. Ok. Ok ạ. Hello, chào anh Đỗ Hưng. Anh Đỗ Hưng share video live stream chú Vinh lại về tường chưa? Cháu này share rồi đây. Nhưng mà cứ gửi được chú Vinh gửi ở phần bình luận nhá. Chú Minh gửi ở phần bình luận cho cháu. Gửi luôn cho cháu đây. Ok. Ngon lành cành đào nhá. Tiếp tục nào. Hello, chào Thanh Thúy. Thanh Thúy share video live stream chú Minh lại về tường chưa? Thanh Thúy share chưa? Thanh Thúy share rồi đây. Gửi quà luôn cho Thanh Thúy ạ. Các cháu nhớ này. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Ngay tức nhận được quà luôn ạ. Hello, chào Xuân Triều. Xuân Triều share video live stream chú Minh chưa ạ? Mốt cháu Xuân Triều này đủ 10 cháu nhá. Xuân Triều chưa share tìm thêm một cháu may mắn nữa. Xuân Huy ạ, may mắn của Xuân Triều chuyển sang Xuân Huy ạ. Nếu Xuân Huy xe rồi, Xuân Huy xe rồi đây. Gửi quà cho Xuân Huy ạ. Ok, chú Minh gửi quà cho Xuân Huy luôn. Chọn bộ kiến thức tổng hợp trọng tâm hữu cơ. Ok, ok. Mình sang chữa câu 31 nhá. Câu 31 thì mình lấy 7 điểm nào. 31 nào các cháu.
31. CH3ONA có chứa liên kết cộng hóa trị. Xem nào. CH3ONA có chứa liên kết cộng hóa trị không cực. Đúng ạ. C và H. C và H. À từ từ. Cộng hóa trị không cực cơ mà. Cộng hóa trị không cực là cái độ chênh lệch của nó không quá cao. C và H ở đây là cộng hóa trị có cực. Không có cộng hóa trị không cực trong này. Được chưa? Toang ạ. Anilin còn có tên gọi là phenylamin đúng, nhưng mà benzenamin là sai. A sai, B sai. Phân tử isolin và cao su lưu hóa đều có cầu núi nối disulfua đúng ạ. Anilin, phenol đều làm mất máu dịch brom mà cho kết tủa trắng đúng ạ. Glucose vừa là chất có tính oxy hóa, vừa có tính khử ạ. Đúng ạ. Vậy đây chúng ta có 1 2 3 nhận định đúng ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ. Ok. Ok. 8 điểm đây này. Hack chưa? Lấy 8 điểm dễ như trở bàn tay chưa? Lấy 8 điểm dễ chưa như trở bàn tay cho nhìn này. Thực hiện thí nghiệm nhỏ từ từ dung dịch Y tới dư vào dung dịch X mà cuối cùng lại thu được kết tủa. Nhìn nhá. Al2SO4 Y cơ mà. KOH mà tới dư vào nhôm 3 cộng thì không bao giờ thu được kết tủa, tại vì AlOH 3 lần tan. NaOH mà vào AlCl3 thì cũng không bao giờ thu được kết tủa, bởi vì AlOH 3 lần tan trong NaOH dư. Tương tự HCl mà vào NaAlO2 thì cũng không bao giờ thu được kết tủa, bởi vì HCl mà dư thì AlOH 3 lần tan hết. Vậy chỉ có gì ạ? NH3 mà dư và AlCl3 thì AlOH 3 lần. Chú ý nhé. AlOH 3 lần không tan trong NH3 dư. Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Tám chặt. Tám chặt rồi. Non Trung Minh chinh phục cho cháu lên 8 cộng nhé. Câu 33 này để lại. Câu 33 nhìn khó. Le cổ luôn ạ. Để lại ạ. Chúng mình sẽ chữa trong khóa bí kíp luyện đề sau ạ. Ok ạ. Câu số 34 ạ. Câu số 34 này. 8,25 này. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Chúng mình đoán đấy. Muối Al2S4 3 lần khan hòa tan trong nước tỏa nhiệt làm dung dịch nóng lên do bị hydro hóa là sai ạ. Do bị hydrat hóa, hòa tan trong nước thì nó phải là hydrat hóa. A sai. Các nguyên tố thuộc nhóm 1A đều là kim loại kiềm sai, hydro cũng thuộc 1A. Nó có phải là kiềm đâu. Phương pháp trao đổi ion trong làm mềm nước cứng thường dùng các vật liệu polymer là composite và zeolite. Được. Ok. Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ mà ngăn xốp thì không bao giờ thu được nước ra ven, mà ngăn xốp thì thu được clo và NaOH ạ. Toàn tiếp ạ. Khi đun nóng hoặc áp suất CO2 giảm đi thì CaHCO3 hai lần bị phân hủy tạo thành chất kết tủa. Đúng ạ. Hồng Ngọc là loại đa ký. Câu này nhiều đứa sai này. Có thành phần hóa học là Al2O3 tinh thể với một phần nhỏ, chắc chắn là của Al2O3 rồi, và một phần nhỏ gì ạ? Một phần nhỏ Cr2O3. Rất nhiều đứa chọn đúng nhưng cái này là sai ạ. Crom thôi ạ. Hồng Ngọc là của Al2O3 với crom thôi ạ. Vậy đáp án đúng ở đây chúng ta là, đề bài chúng ta có bao nhiêu phát biểu đúng, mình có là C đúng, E đúng, đúng chưa? Vậy mình chỉ có mấy thôi ạ? Hai phát biểu đúng. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 8,25 rồi đấy nhé các cháu nhé. 8,25 rồi ạ. Chúng mình chiến phát nữa cho lên 8,5 này. Câu 35 này. 8,5 luôn này. 8 cộng cơ mà. Giải 8 cộng luôn. 8,5 điểm luôn. Ăn chặt luôn. Hack luôn. Nhìn kỹ nhá. Đốt cháy hỗn hợp. Nhìn kỹ này. Skill này cực kỳ kinh điển luôn này. Đốt cháy hỗn hợp hai hydrocarbon có thành phần phần trăm thể tích bằng nhau. Hai hydrocarbon chúng mình đặt là X và Y nhá. Thành phần phần trăm thể tích bằng nhau. Chúng mình đặt thằng này là A thì thằng này là A này. Đốt cháy thì thu được CO2. Chúng mình tìm được số mol CO2 bằng bao nhiêu ạ? 13,2 chia 44 bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Số mol nước ạ bằng bao nhiêu ạ? 7,2 chia 18 bằng 0,4 mol ạ. 0,4 mol ạ. Vậy ở đây chúng mình suy ra được nhé. Chắc chắn phải có một thằng là an can, tại vì N nước lớn hơn NCO2. Đấy chứ, nhìn đáp án tất cả đều có một thằng an can rồi. Mặt khác đây chúng mình có C chia H. C bằng NC 0,3 chia cho 2 lần N nước 2 nhân 0,4 thì bằng 3 chia 8. Đây này, nhìn kỹ chúng mình bảo nhá. Do. Ở đây là số mol hai cháu này bằng nhau. Nên
Tỷ lệ của C chia H này chính là bằng tổng tỷ lệ của carbon trong XY chia cho hydro trong XY. Được chưa? Do tỷ lệ số mol nó bằng nhau nên mình mới có điều này nhé. Do tỷ lệ số mol nó bằng nhau nên mình mới có điều này ạ. Vậy ở đây chúng ta có này. Carbon trong X cộng carbon trong Y đây là bằng 2 cộng 4 là 6. 6 cộng 10 là 16. 6 chia cho 16 thì bằng bao nhiêu ạ? 6 chia cho 16 thì bằng 3 chia 8. Thỏa mãn. Ok chưa? Nhìn tiếp nhé. Ý B này. 1 cộng 5 bằng 6. 4 cộng 12 bằng 16. 6 chia 16 bằng 3 chia 8 cũng ok. Xem tiếp nhé. 1 cộng 2 bằng 3. 4 cộng 4 bằng 8. Vẫn là 3 chia 8. Thỏa mãn tiếp. Xem nào. D này. 3 cộng 3 bằng 6. 6 cộng 8 bằng 14. 6 chia cho 14 thì bằng 3 chia 7. Loại chưa? Ở đây đề bài hỏi là hỗn hợp hai hydrocarbon không thể, skill cực kỳ kinh điển luôn, không thể, vậy thì không thể là C. Ok, các cháu thấy kinh điển không ạ? Các cháu thấy kinh điển không ạ? Rất rất kinh điển ạ. Đấy. Ok các cháu ơi, hôm nay chúng mình vừa hướng dẫn các cháu hack xong cái đề của Nguyễn Trãi lấy 8 điểm. Còn tối mai chúng mình sẽ cùng các cháu chữa full đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3 nhé. À, các cháu nhớ click vào nút chuông đặt xem trước fanpage của chúng mình để tối mai khi chúng mình mà livestream chữa thì các cháu nhận được thông báo. Ở đây chúng mình đã hoàn thành trong việc hack 8 cộng đề thi chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương. Những cháu nào muốn xem chữa full thì hoàn toàn có thể vào học cái nhóm bí kíp luyện đề của chúng mình, inbox cho chúng mình để đăng ký khóa học. Ok, và buổi livestream ngày hôm nay đến đây là tạm dừng tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các cháu nha. Hẹn gặp lại các cháu vào tối mai. Bye bye, chào tạm biệt.